Xin chào, và đây là Book Review by VL. Các bạn đợi video này có lâu lắm không? Xin lỗi các bạn là tại vì những ngày vừa rồi là mình đã có lên kế hoạch rồi nhưng mà rất là nhiều việc phải làm. Nên bây giờ mình mới có thời gian để tổng hợp lại những cuốn non-fiction mà mình thấy rất là hay trong năm vừa rồi. Mình chọn nó là danh sách sách hay ở cái mảng non-fiction trong năm 2020 của kênh Vui Lên. Trong năm vừa rồi thì mình đọc cũng tương đối, không có đạt được mục tiêu đề ra. Mình đọc được 70 mấy cuốn và không có đạt được cái mục tiêu mình đặt đầu năm. Bù lại thì trong năm nay mình đọc được rất là nhiều sách hay các bạn. Ban đầu mình tưởng là cái việc mình chọn ra những cuốn sách hay vào cuối năm thì nó dễ, tại vì mỗi cái quý mình đều chọn ra những cuốn sách fiction hay cũng như là non-fiction hay. Nhưng khi mà bắt đầu chọn rồi thì rất là khó các bạn, khi mà mình đưa ra một con số cụ thể. Ban đầu thì mình định chọn 8 cuốn thôi, nhưng mà cuối cùng thì là 9 cuốn. Và trước khi mà mình cho các bạn biết 9 cuốn mà mình yêu thích trong năm 2020 này, thì mình sẽ cho các bạn xem cái danh sách rút gọn những cuốn sách mà mình đã chọn ha. Đầu tiên là Trò chuyện với vĩ nhân. Cuốn này thì của Osho, và Osho sử dụng cuộc đời của những vĩ nhân để mà diễn tả những triết lý của Osho. Cuốn này cũng rất là hay các bạn, mà mình nhắc tới nó khá là nhiều trên kênh Vui Lên rồi, cũng có giveaway nữa, nên chắc có bạn may mắn cũng đã nhận được cuốn sách này rồi. Cuốn sách thứ hai đó là Thế nào là Phật tử. Một cái cuốn sách đặt ra một cái câu hỏi rất hay và cách trả lời cũng rất hay luôn. Cuốn này cũng thuộc về sách hay của quý, mình không nhớ là quý 3 hay là quý 4, nhưng nó cũng là một cuốn sách mà mình yêu thích và mình cân nhắc để mà lựa chọn và chia sẻ với các bạn trong video này. Tiếp theo thì mình có cuốn Cha mẹ độc hại, vượt qua di chứng tổn thương và dừng lại cuộc đời bạn. Cuốn này nó hay hơn tưởng tượng của mình. Mình mua nó vào những tháng đầu năm, nhưng mà mãi tới gần cuối năm mình mới đọc, và mình nghĩ là cái thời điểm mình đọc cuốn này rất là hợp lý. Khi mà ở những tháng trước mình đọc những cái cuốn liên quan tới tuổi thơ, liên quan tới sang chấn tâm lý, thì khi mà đọc cuốn này thì nó giống như là một cái chìa khóa để mà mở khóa những cái nội dung mà những cuốn sách trước đó đã đề cập. Nên nó cũng là cuốn sách hay của quý đó các bạn. Hình như là quý 4 thì phải. Mình có review chi tiết cuốn này rồi, các bạn có thể xem lại ha. Cuốn sách tiếp theo ở trong danh sách này, cuốn sách thứ tư đó là Bàn về hạnh phúc. Thì cuốn này mình cũng có review rồi. Năm nay thì mình đọc hình như là 3-4 cuốn của nhà sư Matthew Ricard, và đều là những cuốn sách mà mình rất là thích. Rất là khó để chọn ra cuốn sách mình thích nhất. Nhưng mà cuối cùng thì mình phải chọn một cuốn sách mà mình nghĩ là có sự toàn diện cả về hạnh phúc, cả về khía cạnh tâm linh, tôn giáo lẫn khoa học. Thì đây là cuốn sách số 4. Liệu nó có phải là nằm trong danh sách cuối cùng hay không thì các bạn cứ tiếp tục xem và chờ đợi ha. Cuốn sách số 5, cuốn này thì mình nhắc tới khá là nhiều lần ở trên kênh Vui Lên rồi, Bàn về cách sống, cuộc đối thoại giữa triết gia, bác sĩ và nhà sư. Thì nếu như bạn nào quan tâm tới cảm xúc, quan tâm tới cái tôi, quan tâm tới những cái chủ đề khác nhau trong cuộc sống mà mình ít khi mình được bàn tới hoặc mình nghe tới ở cái góc độ đa chiều và sâu sắc, thì đây là một lựa chọn rất tốt. Mình cũng rất là thích cuốn sách này. Các bạn thử đoán là cuốn này nó có nằm trong danh sách cuối cùng hay không ha. Cuốn sách số 6 mà mình có để lựa chọn ở đây đó là Toto Chan, Cô bé bên cửa sổ. Cuốn này thì mình biết lâu rồi. Hồi đó mình có đọc một chút, tại vì nó hay quá mình không muốn đọc hết. Năm nay thì mình có làm book talk, mình phân tích về cuốn này, nên là mình đã tận hưởng toàn bộ nội dung cuốn sách này và rất ấn tượng các bạn. Một cuốn sách rất hay về giáo dục trẻ thơ mà nội dung của nó vẫn còn rất giá trị cho tới thời điểm hiện tại. Và mình nghĩ là trong nhiều năm tiếp theo thì những người lớn cần đọc cái cuốn sách này để hiểu cái cách mà mình tương tác với trẻ thơ. Cuốn sách số 6 là cuốn sách dày nhất trong năm nay mà mình đọc, Ăn gì không chết. Các bạn thấy cuốn này nó tới 743 trang, và phần mục lục của nó, phần phụ lục của nó gần 200 trang rồi. Cái cuốn này là cái cuốn mà mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người ăn chay. Các bạn cần phải đọc cuốn sách này các bạn. Nếu các bạn là người ăn chay, phải đọc cuốn sách này các bạn ha. Khi mà mình nói tới đây thì chắc các bạn cũng thấy được cái cảm xúc của mình, và sẽ không khó đoán khi mà cuốn sách này nó nằm trong cái danh sách mà mình yêu thích nhất các bạn ha. Tiếp theo là cuốn Sang chấn tâm lý, hiểu để chữa lành. Đây là một cái cuốn mà mình nghĩ là có thể được gọi là rất 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 là hay và rất đáng tham khảo cho những người đã từng trải qua sang chấn tâm lý, cũng như là người thân của những người trải qua sang chấn tâm lý. Mình thì không có người thân trải qua sang chấn, nhưng mà mình có khá là nhiều học viên, khá là nhiều khách hàng mà họ trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống của họ, những cái sang chấn mà họ phải đối diện. Thì cuốn sách này cho mình rất nhiều kiến thức, và nó làm cho mình hiểu rõ hơn rất là nhiều những cái hoàn cảnh mà họ phải trải qua. Cuốn sách số 7 thì nó nằm ở đây, Tự truyện của Osho. Cuốn này thì mình không biết nó đang nằm ở đâu ở trong nhà rồi, nên là mình không có ở đây cho các bạn xem. Nhưng mà mình nghĩ đây là một trong những cái cuốn tự truyện hay nhất mà mình từng đọc.
Nó không được kể lại bởi show mà nó được tổng hợp từ những cái cuộc nói chuyện, những cái cuộc phỏng vấn, nhưng mà nó cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh cuộc đời Osho từ lúc sinh ra tới lúc mất, và nó giúp chúng ta hiểu được cái cách mà Osho được nuôi nấng và trưởng thành và tạo nên một cái đạo sư đầy tranh cãi ở trên thế giới các bạn. Cuốn này thì mình cũng rất là yêu thích. Một cuốn sách khác mà mình hình như là mình bán hay là sao rồi hay sao đó, hay là vợ mình bán cho ai đó, cho một bạn học trò nào đó, mình không nhớ, bữa vào rồi vợ mình bán cho một bạn học trò nào đó, đó là cuốn Sao Chúng Ta Ngủ. Cuốn Sao Chúng Ta Ngủ này là một cái cuốn mà mình nghĩ nó rất là hoàn thiện về giấc ngủ các bạn. Khi mà các bạn đọc cái cuốn Sao Chúng Ta Ngủ này rồi thì các bạn hiểu rõ được cái bản chất của giấc ngủ, và các bạn cũng hiểu thêm rất là nhiều điều, cái sự ảnh hưởng của giấc ngủ tới não bộ, tới cơ thể, tới tinh thần và cảm xúc của chúng ta. Những cái lý giải rất là thú vị các bạn, mặc dù nó là một cuốn sách non-fiction khoa học đầy lý thuyết, nhưng mà cách mà tác giả dẫn dắt thì mình nghĩ là đủ sự thu hút để mà khiến các bạn đọc từ trang đầu tới trang cuối cùng. Cuốn sách gần cuối cùng là cuốn này, Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ. Thì Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ có thể là cái cuốn mà mình tặng nhiều nhất ở trong năm 2020 này các bạn. Mình có mua và tặng, sau đó thì có xin của Nhã Nam để tặng cho các bạn. Mình nghĩ là Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ là một cuốn sách xuất sắc của một tác giả Việt Nam, và nó làm cho mình ý thức hơn về những cái tổn thương mà những cái bạn trẻ có thể phải trải qua. Với cái công việc mà mình đang làm thì nó giúp mình rất nhiều trong cái việc mình có thể kiên nhẫn hơn để mà lắng nghe, để mà đồng cảm với những cái bạn mà đã từng trải qua những cái khó khăn với cái tuổi thơ của các bạn ấy. Và mình cũng khá là vui vì cái cuốn sách này mình nghĩ là nó cũng là một cuốn sách bán chạy ở Việt Nam. Nó xứng đáng để mà được nhiều người đọc hơn, nhiều người tiếp cận với nó hơn. Cuốn sách cuối cùng mà mình đưa vào cái danh sách này đó là cuốn Power vs. Force. Thì đây là cái cuốn mà mình nghĩ là khá là chấn động, và nó giúp cho những cái hiểu biết, những cái kiến thức mà mình có trước giờ về cái lĩnh vực tâm linh được rõ ràng hơn rất là nhiều. Cuốn này nó cũng giúp cho mình hiểu nhiều hơn về bản chất của cái tôi các bạn. Và cái cuốn này tuy là nó khó đọc, cái phương pháp của nó thì không dễ để mà hiểu được, nhưng mà cái kết quả mà nó tạo ra thì mình nghĩ rất là ấn tượng. Và các bạn cho dù là ai thì hoàn toàn có thể sử dụng kết quả của cuốn sách này để mà thay đổi hoặc là điều chỉnh cái lối sống cũng như là cách mà các bạn tiếp cận cuộc sống bấy lâu nay. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn tổng quan 12 cái cuốn sách mà mình chọn vào danh sách yêu sách của mình trong năm 2020 này. Tuy nhiên, với cái title của clip thì mình phải chọn ra 9 cuốn sách mà mình thích nhất để mà mình giới thiệu với các bạn. Nó hơn một cuốn so với cái danh sách ban đầu của mình là 8 cuốn, tại vì khó chọn quá các bạn. Đa phần những cuốn sách trong này mình đều đã có những cái review chi tiết về từng cuốn. Sang Chấn Tâm Lý mình có review rồi. Ăn Gì Không Chết thì mình có book talk phân tích kỹ hơn luôn rồi. Toto Chan Cô Bé Bên Cửa Sổ thì mình có book talk phân tích rồi. Bàn Về Cách Sống thì mình review rồi. Bàn Về Hạnh Phúc thì mình review rồi. Năm nay khá là năng suất khi mà mình đều có cái phần review cho những cuốn sách mà mình thấy nó ấn tượng. Cha Mẹ Độc Hại có review luôn rồi. Thế Nào Là Phật Tử review rồi các bạn. Trò Chuyện Với Vĩ Nhân cũng review luôn rồi. Còn Tự Truyện Osho thì cũng có luôn. Sao Chúng Ta Ngủ cũng có luôn rồi. Các bạn có thể follow những cái link hoặc là vô trong kênh Vui Lên Search nếu mà mình không có để cái link ở trên này. Các bạn nghe, các bạn sẽ có thể xem lại những cái phần review đó và có thêm thông tin trước khi ra quyết định để mà năm tới mình có thể cân nhắc có nên đọc những cái cuốn sách mà Vui Lên review hay không các bạn ha. Ngoài ra thì Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ mình cũng có review rồi. Và cuối cùng là Power vs. Force mình cũng review luôn rồi. Khá là năng suất đó các bạn. Ok, vậy thì tới với phần cuối cùng, mình chọn ra những cuốn sách nào trong số những cuốn sách này để mà làm cái danh sách yêu thích của mình. Hồi hộp không các bạn? Mình nghĩ chắc là không có hồi hộp gì đâu. Chắc là một số bạn đang nghĩ là nói nhanh lên ông ơi, làm màu quá. Nhưng mà mình cảm thấy hơi hồi hộp với các bạn. Kênh Vui Lên mà, để mình hồi hộp một chút cho nó vui cũng được. Trong số những cuốn sách này thì có 3 cuốn không lọt vào danh sách 9 cuốn sách yêu thích nhất của mình trong năm 2020. Mình sẽ nói tên 3 cuốn sách này. Những cuốn còn lại thì nó là những cuốn sách yêu thích của mình trong năm 2020 này các bạn nha. Cuốn đầu tiên nằm không nằm trong danh sách đó là cuốn này, Trò Chuyện Với Vĩ Nhân. Tuy nó là một cuốn sách hay từ Osho, nhưng mà mình nghĩ là nó hay thôi, chứ nếu mà nói nó có tác động tới mình lớn hoặc là gây ảnh hưởng tới mình ở nhiều khía cạnh thì mình nghĩ là chưa. Nó chỉ giúp cho mình có thể hiểu thêm cuộc đời của một số vĩ nhân, rồi từ đó mình tiếp tục tìm kiếm và học hỏi từ họ, nên là nó vừa đủ thôi. Một cuốn sách khác cũng vừa đủ nữa là cuốn này, Thế Nào Là Phật Tử. Nó là cuốn mà mình nghĩ là rất hay, nhưng mà khi mình cân nhắc lại thì mình thấy là cái sự tác động của nó đối với mình cũng không lớn lắm. Nó làm cho mình cảm thấy thú vị với cách viết, với cách đặt vấn đề, nhưng mà nội dung của nó thì mình nghĩ là
phù hợp với những bạn mà mới tìm hiểu về đạo Phật thì rất là phù hợp. Còn với mình thì mình nghĩ là chưa đủ phê. Mình sẽ tiếp tục đọc sách của tác giả này, tại vì mình còn hai cuốn của bác ấy lận. Mình sẽ đọc và review cho các bạn trong năm 2021 này các bạn ha. Và cuốn cuối cùng mà mình đưa ra ngoài đó là cuốn này, Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ. Nếu như trong năm nay mình không đọc Cha mẹ đọc hại thì Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ sẽ nằm trong danh sách này. Tuy nhiên thì mình thấy Cha mẹ đọc hại nó có cái giải quyết vấn đề. Cũng giống như Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ là nó kể những cái câu chuyện mà những người trẻ cũng như những người trưởng thành phải đối diện với những cái khó khăn từ gia đình. Tuy nhiên thì Cha mẹ đọc hại có phương pháp, có case study, tức là có những cái trường hợp đã thành công với những cái phần trị liệu của tác giả. Nên là mình thấy cái tính toàn diện của nó tốt hơn. Mặc dù văn phong và câu chuyện thì Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ tốt hơn, nhưng xét về mức độ toàn diện và hiệu quả thì Cha mẹ đọc hại là tốt hơn. Vậy nên là Cha mẹ đọc hại vẫn thuộc về danh sách của những cuốn sách mà mình thích nhất trong năm 2020 này. Tổng hợp lại các bạn ha, để các bạn có thể tìm kiếm nếu mà các bạn muốn. Cha mẹ đọc hại là cuốn số 1. Bàn về hạnh phúc, không cần phải nói nhiều, mình review và nói rồi, là cuốn số 2. Bàn về cách sống là cuốn số 3. Toto Chan, cô bé bên cửa sổ là cuốn sách thứ 4. Ăn gì không chết, rất phải đọc nha các bạn nếu các bạn muốn ăn chay, còn không ăn chay cũng nên đọc luôn tại vì rất là toàn diện và dinh dưỡng, là cuốn sách số 5. Sang chấn tâm lý, một cuốn sách về tâm lý trị liệu rất là hay, nằm ở vị trí số 6. Không phải là vị trí các bạn, mình số đếm thôi nha, không phải là vị trí. Thứ 7 là tự truyện của Osho. Và cuối cùng là Power vs. Force. Mình hy vọng là 8 cuốn sách này nó giúp cho các bạn có thêm những cái sự gợi ý để năm tới các bạn có thể lựa chọn những cuốn sách này nếu mà các bạn chưa đọc. Còn nếu các bạn đọc rồi thì có thể chia sẻ cho mình biết cái cảm nhận của các bạn ha. Mình cũng muốn biết là trong năm vừa rồi các bạn đọc được những cuốn sách non-fiction nào hay, có thể comment cho mình biết với ha. Nó có thể là một nguồn tham khảo của mình cho những đầu sách mình chọn trong năm 2021. Mình sẽ còn video về những cuốn sách DNF, tức là những cuốn sách mà mình không đọc được nữa, những cuốn sách mà mình thấy dở, mình cho nó 2 sao. Và một cái video tổng hợp năm 2020 của Vui Lên. Những ngày tới thì mình sẽ thông thả hơn, nên là mình sẽ có thời gian hơn so với cái khoảng dừng trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Vui Lên. Bye bye.